gần 30 lò hấp cá tự phát ở huyện Ninh Hải và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Hàng ngày xả nước thải không qua xử lý ra hầm chứa lộ thiên, gây mùi hôi thối và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Tình trạng này kéo dài hàng chục năm nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Ghi nhận tại thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, 15 lò hấp cá nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây ô nhiễm nặng nề. Các lò hấp cá này nằm sát tuyến tỉnh lộ 702 dẫn đến Vịnh Vĩnh Hy, khiến cả người dân lẫn du khách phải chịu đựng mùi hôi thối khi đi qua. Mặc dù địa phương đã xử phạt hành chính 12 trên 15 lò với số tiền hơn 22 triệu đồng, tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Tương tự, tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, có 14 lò hấp cá tự phát cũng gây ô nhiễm. Dù huyện Thuận Nam đã đề xuất xây dựng cụm công nghiệp chế biến thủy sản từ năm 2018, nhưng đến nay chưa thu hút được nhà đầu tư.